Bữa hổm chở nhỏ này đi, em đi làm á, nói chở nhỏ này đi học, nói mẹ mẹ con đi học đi, chiều mẹ về mẹ rước đi tới giờ luôn, nhỏ vậy nhỏ khóc tới giờ luôn à. Anh có lỗi lầm gì đó thì em muốn tha lỗi cho anh, về đây về nhà thì vợ chồng mình sống chung lại nuôi ba đứa con, anh không có tái phạm gì, không bao giờ mà làm để em dặn lần thứ hai nữa. Con ơi, con nhớ mẹ không, nhớ nhiều không? Dạ vâng, em chào anh nha. Anh nói lớn anh ha. Dạ vâng, thì hôm nay anh tới nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Vì vợ em nó bỏ đi bữa nay là 29 ngày. Dạ. Em xin phép được hỏi tên anh là gì và đến từ đâu? Em đến từ ở Sóc Trăng mà lên đây cư trú ở Tân Ba. Anh tên là gì? Anh tên là Nguyễn Cu Túy. Nguyễn Cu Túy. Dạ. Sinh năm 1979. Dạ, vợ anh bỏ đi ngày nào? Thì ngày hôm qua nữa là 4 tuần, với bữa nay nữa là 29 ngày. 29 ngày ạ? Dạ. Dạ, vợ anh tên là gì? Nguyễn Thị Phượng. Nguyễn Thị Phượng. Sinh năm 90. Sinh năm 90. Dạ. Chị Phượng quê quán ở đâu ha? Thì cũng ở Sóc Trăng luôn. Cũng ở Sóc Trăng luôn ha? Dạ. Dạ rồi, thì sự việc của vợ anh bỏ đi như thế nào thì anh chia sẻ cho quý cô chú, anh chị và toàn thể bà con cô bác cộng đồng mạng được biết không ạ? Thì bữa hổm em có... Anh nói lớn lên ha? Bữa hổm em có... đi làm ca đêm về thì ba tuần, hai tuần mấy ba tuần thì em có nhấc ghế xuống, nhấc cái ghế lại tâm sự với vợ mình, là đàn ông mà cũng nhớ vợ. Yeah. Một ngày gặp chừng nửa tiếng à. Yeah. Thì đó, thì em có vừa đặt ghế xuống thì vợ của nó có hách cái mặt ngoan quên, nó xách cái ghế qua cô nó ngồi. Thì đó, thì em cũng hỏi nó sao em làm cái kỳ co vậy, nó cũng nín thinh à. Thì đó, thì em cũng nói kể sự thật đó, cái em mới qua đường hẻm em ngồi, qua đường hẻm nhà trọ đó em ngồi. Yeah. Ngồi thì chừng 15 phút sau á thì có nó nói là đi, vợ em đi nói đi má năm ơi, thì đi đưa rước chi mà chửi đủ má đủ mẹ, thì em cũng kể chân thành. Yeah. Thật sự thì vợ em với cô Năm á thì có đi làm chung một công ty mà khác xưởng. Yeah. Thì vợ em tăng ca tới 6 giờ. Yeah. Thì vợ điện về á, nói anh đi làm ca đêm á, thì đi rước cô Năm về 4 giờ rưỡi. Thì bữa hổm em có nói thật sự như vậy nè, đi lại 4 giờ 25 rồi, chờ tới 40 bả chưa ra nữa, rồi trời mưa tới nữa thì em cũng dẫn rước về. À. Đó, rồi mấy đầu bắt đầu là đó, rồi bắt đầu về mấy người đó nói lại với vợ, vợ mới dặn. Thì bữa hổm em có đặt cái ghế xuống ngồi tâm sự với vợ, thì vợ nó hách mặt qua bên đó đó, đi chừng 15 phút sau em qua hẻm ngồi, thì 15 phút sau đó là đi rước, nói là đưa rước làm chi mà chửi đồ má đồ mẹ. Yeah. Thì đó chừng nó đi chừng hai cây số đó. Yeah. Thì em mới nói là em điện chừng 5 phút 5 cuộc không bắt máy. Yeah. Em mới tức quá, em về nhà trọ em đập cái điện thoại của bắp. Yeah. Với em lo cái máy giặt ra với cái tủ lạnh ra em chặt đứt đó. Thì từ cái bữa đó đó là nó cũng lên gác ngủ, cũng lên gác ngủ mà em ngủ dưới với hai đứa con đó. Thì em mới thấy suy nghĩ lại mình nóng quá, mình ngu. Yeah. Mà mắt khôn đó, em mới nói là thôi em ơi, em nghỉ một ngày hai ngày đi, sáng thấy khóc bụm mắt đó. Thì em mới nói là thôi em nghỉ một ngày hai ngày đi rồi khỏe rồi hả đi làm. Rồi đó, cái bữa đó em đi làm cả đêm nữa với cả ngày nữa. Em mới nói điện về, em mới nói điện về là em thứ hai này em vô công ty em viết đơn nghỉ trong ngày đi, rồi về nhà nghỉ một tuần hai tuần hay một tháng hai tháng gì đó, rồi anh làm đây, rồi tới chừng nào anh xuống cả đêm á thì anh xin vô em test cho em làm. Thì sáng hai chồng đi, chiều hai chồng về, chiều hai chồng đi, sáng hai chồng về. Thì bữa đó đó của chủ nhật em cũng vẫn đi làm, thứ hai em cũng vẫn đi làm ca một. Thì từ cái bữa đó là nó đi, em đi làm sáng tới 2 giờ về là ở đây 9 giờ mấy 10 giờ người ta nói nó đi rồi á. Là vợ anh có biết được vợ anh ai rước đi hay là tự đi không? Có người ta đó, vòng vòng đó người ta nói có người suối. Có người suối? Dạ. Nhưng mà vợ anh tự đi hay là có ai đón đi hay là ai chở đi? Em cũng không biết nữa, nó chạy xe đi với nhỏ con xe. Đó. Tức là con 12 tuổi. Gia đình nhà mình được mấy người con? Nhỏ 12 tuổi với nhỏ này với thằng Út là nhà mình được 3 người con ha. 3 người con. Là vợ của anh đi với đứa lớn đúng không ạ? Dạ, đứa lớn đi. Gái đầu hay là trai đầu? Gái đầu. À, vợ anh bỏ đi với lại gái đầu là khi đi là mang theo cái gì ạ? Thì chiếc xe, chạy chiếc xe đó đi đó với lấy khai xanh nhỏ. Khai xanh nhỏ gái. Dạ. Với hộ khẩu. Dạ.
với khai sanh của vợ em đó, lấy đi đó. Giờ em cũng mong muốn nhờ hiệp sĩ anh Hải Nguyễn Thanh Hải thì giúp đỡ giùm em rồi cho vợ em về. Rồi trước khi đi là vợ anh có nói gì với anh không? Không nói không gì hết. Âm thầm lặng lẽ đi ha. Dạ. Là con để lại một cái lời nhắn nhủ gì cho các con gì không? Không nhắn nhủ, cho bữa hổm chở nhỏ này đi, em đi làm á, nói chở nhỏ này đi học. Nói dạ. Mẹ con đi học đi, chiều mẹ về mẹ rước rồi đi tới giờ luôn, nhỏ vậy nhỏ khóc tới giờ luôn. Dạ. Anh cho em hỏi ha. Dạ. Là ngoài cái câu chuyện vừa rồi ra thì trong thời gian vợ chồng sinh sống với nhau có xảy ra cái xích mích mâu thuẫn nào khác nữa không? Không có gì hết. Có thường xuyên cãi vã không? Không có cãi vã gì, chứ có khi em làm tiền nhiều hồi tháng rồi là làm được 12 triệu vậy. Dạ. Em trả tiền học nhỏ này. Dạ. Tiền học nó 4 triệu mấy, 5 triệu rồi. Dạ. Rồi em trả vòng nữa, có tháng đó là em không có đưa nó. Dạ. Với mà ngay cái bữa mà chặt cái máy giặt đó, dạ, qua tới 10 tây đó, thì em có kể thật sự như vậy. Em làm 12 tiếng thì nó đỡ một chút, em làm 8 tiếng thì có 5 triệu mấy, 6 triệu rồi anh. Dạ, em muốn góp ý nhỏ với anh ha. Dạ. Thì những cái tài sản của mình á, khi mình làm lụng rất là vất vả mình mới có được số tiền đấy, đúng không ạ? Dạ, đúng. Để mình mua những cái tài sản đấy về mình sử dụng. Thì lần này thì anh chốt dại, anh đã nóng quá, anh chặt, đúng không ạ? Dạ. Thì em góp ý chân tình là anh đừng bao giờ như vậy nhỉ nhá. Đừng bao giờ mà chặt phá những cái tài sản mình đã sắm ra nhá. Những cái đó là mồ hôi nước mắt của mình. Dù mình có nóng đến cỡ nào thì mình cũng phải kiềm chế nhá anh nhá. Kiềm chế không được đập phá tài sản nhá anh nhá. Đó là cái dạy dỗ đó nhá. Anh phải cố gắng bình tĩnh nhá. Dạ, cho nên nếu mà lần này á, nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cho vợ em về, là từ đây trở lại sau là cờ bạc, hái rượu chè, hái số đề này kia rồi em không có bao giờ em gớ tới. Em nhờ vợ chỉ hai vợ chồng về là làm xung chống. Là anh có chơi cờ bạc rượu chè luôn hả? Không, lúc trước thì có, chứ chừng mấy tháng nay là em không có chơi gì nữa, bỏ luôn đó vợ đi. Trước đó anh luôn. Có chơi cờ bạc số đề à? Có là ít nha. Anh. Anh có biết được chơi cái đấy là vi phạm pháp luật không? Dạ đúng rồi. Nha, bỏ dạ. Nha. Bỏ, dạ, tuyệt đối bỏ nha. Dạ, em muốn nhờ giờ cho vợ em về, hai chồng sống chung để nuôi lại ba đứa con cho nó ăn học. Mà dạ, em hứa là lần này lần cuối cùng luôn. Em lên đây là nhờ lần cuối cùng luôn em. Em mới nói thật chữ. Em không có tái phạm gì nữa. Giờ ba đứa con nhỏ gì đó. Là em biết cái nguyên nhân là vợ anh bỏ đi vì cái gì rồi đúng không ạ? Dạ. Là vì giận anh đúng không ạ? Dạ. Là lỗi là ở anh đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì anh có lời gì muốn nói với vợ anh không? Thì em cũng giờ em cũng nói vậy nè. Rồi anh kia anh gọi hẳn tên vợ anh ra đi, anh nói gì với vợ anh nói đi nào. Em Nguyễn Thị Phượng. Bây giờ anh có lỗi lầm gì đó thì em muốn tha lỗi cho anh. Về đây, về nhà thì vợ chồng mình sống chung lại, nuôi ba đứa con. Anh không có tái phạm gì, không bao giờ mà làm để em dặn lần thứ hai nữa. Em nói thật sự. Dạ rồi, thưa quý cô chú anh chị và bà con cô bác cộng đồng mạng, thì vừa rồi là những lời chia sẻ rất là thật lòng từ anh chồng đi tìm vợ. Thì em quay cái video này đây, em đăng tải lên trang mạng xã hội để cho người vợ có xem được, hoặc là bạn bè của vợ có xem được, thì rất mong là chị vợ sớm quay trở về để đoàn tụ với lại chồng cùng chăm lo cho các con. Dạ, cái video này đây thì khi mà người chồng chia sẻ như vậy, quý cô chú anh chị, thì em rất mong được sự đồng cảm từ quý bà con cô bác cộng đồng mạng, đồng cảm cho anh chồng. Thì bản thân anh thì cũng đã biết lỗi và hối lỗi rồi. Nguyện vọng của anh bây giờ là chỉ mong là vợ của anh trở về để cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình và chăm lo cho các con. Thì đây là những đứa con thơ của vợ của anh ấy. Con ơi, con nhớ mẹ không? Nhớ nhiều không? Con có nói gì với mẹ không? Khi mẹ về đi con. Khi mẹ về. Con nói gì với mẹ không con? Nói đi. Con nói kêu mẹ về không? Kêu mẹ về. Rồi con kêu mẹ về sao, con kêu đi. Thì con nói kêu mẹ về đi, về sống cùng với con, cho con đi học. Dạ vâng, em cũng có đôi lời muốn gửi tới chị Phượng, vợ của anh nha. Chị ơi, chị có xem được cái video này thì chị làm ơn nhanh chóng liên hệ, liên lạc về với anh nha. Thật sự mà nói thì bản thân anh là con trai thì anh cũng đã hối lỗi rồi á chị. Thì em rất mong chị sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với gia đình, cùng với anh. Mọi lỗi lầm thì anh cũng đã hối lỗi và xin lỗi chị rồi. Thì chị mong chị bỏ qua để hai vợ chồng cùng nhau xây đắp hạnh phúc để chăm lo cho các con. Đây này, con của chị này. Con của chị rất là nhớ chị này. Còn một đứa nữa này.
Đứa này con thơ này thì thật sự thì không thể thiếu mẹ trong lúc này được các chị ạ. Chị có xem được cái video này thì chị nhanh chóng quay trở về nhá. Nhìn bản thân như bản thân em thì nhìn hai cháu, nhìn hai cháu em thấy rất là tội nghiệp luôn nhá chị nhá. Các con rất cần cái hơi ấm của người mẹ, cần sự chăm sóc của người mẹ. Cha thì không thể chăm sóc được các con bằng mẹ đâu. Nên chị ơi, chị nhanh chóng trở về nhà để đoàn tụ cùng với gia đình nhá. Thì anh có lời nào muốn gửi tới đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không? Thì em cũng mong muốn cảm ơn anh Hải, nếu mà giờ em về thì em lên em đành ơn anh Hải sao? Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ anh cũng như tất cả mọi người là hoàn toàn là miễn phí nhá. Giúp đỡ bằng cái tâm, bằng cái tình con người nhá anh nhá. Nên anh không phải lo về cái việc đền đáp công ơn gì đâu ha. Thì cái vụ việc của anh thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức để tìm vợ của anh về để đoàn tụ cùng với gia đình. Kính thưa quý cô chú anh chị và bà con cô bác cộng đồng mạng, làm ơn chia sẻ cái video này lan tỏa rộng rãi để sớm cho chị Phượng là vợ của anh trở về nhà để đoàn tụ cùng với gia đình và chăm lo cho các con. Thật sự mà nói thì bản thân anh đây là một người chồng thì cũng đã biết những cái lỗi lầm của mình rồi. Vợ chồng đôi khi có lời qua tiếng lại, những cái gì không phải thì cũng rất mong chị bỏ qua nhá. Và rất mong quý cô chú anh chị và cộng đồng mạng đồng cảm và thông cảm cho anh nhá. Bởi vì vốn dĩ anh cũng là một người đàn ông, đôi khi cũng có những cái này cái kia. Thì em rất mong quý cô chú anh chị và bà con cô bác cộng đồng mạng đồng cảm với anh. Chị Phượng ơi, chị có xem được cái video này á? Thật sự thì bản thân chồng của chị đã hối lỗi rồi. Ngay giờ phút này, ngay giây phút này đây, chồng của chị đã rơi nước mắt. Thật sự mà nói thì bản thân như em đang ghi hình chồng của chị đây thì em cũng hiểu được, hiểu thấu được một phần nào đấy là chồng của chị đang còn rất là thương chị và rất nhớ nhung chị. Nên chị sớm trở về nhá. Đặc biệt hơn nữa là hai con của chị. Đây, hình ảnh con của chị đây. Rất là nhớ mẹ. Còn một em, một cháu nữa ở đây cũng rất là nhớ mẹ, nên mà chị sớm quay trở về nhá. Thì hai vợ chồng về với nhau và ngồi lại gần nhau để nói những cái lời tâm sự. Mình là vợ chồng với nhau mà mình chưa biết cái gì thì mình cũng nói ra để giải quyết và cùng thông cảm cho nhau. Thì anh một lần nữa, anh có lời gì muốn xin lỗi tới vợ anh không? Thì em muốn nói gì vậy nè, là bữa nay là em lên nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp giùm em giờ, cho vợ em về, là sau này là em không bao giờ mà em làm để cho vợ buồn phiền gì nữa. Em về, vợ em về là sum họp lại hai chồng làm nuôi ba đứa con, chứ em không có chơi bời cái gì hết. Anh xin lỗi em, nếu mà em về là anh làm ăn lại từ đầu hết, anh không có chơi bời gì hết. Em mong về cho ba đứa con nó ăn học, với anh đi làm. Đó, thì em cảm ơn em như vậy. Rồi bây giờ anh có, bản thân anh có hứa với lại em cũng như là hứa với tất cả con đồng mẹ là không bao giờ đập phá tài sản không? Đúng rồi, em nói một lần này lần cuối cùng, không bao giờ, nếu mà giờ em về là em không phá hoại cái gì hết. Em làm ăn lại từ đầu, em làm lại là mua sắm này kia rồi lại hết. Em không có bao giờ nóng nảy vậy, em quá ngu, em hối hận dữ lắm vậy. Đừng bao giờ anh đập phá gì tài sản của nhà mình ha. Tại vì những cái tài sản đó là do công sức của mình rất là vất vả để mình làm lụng mình mua ra ha. Dù có nóng nảy như thế nào cũng không được đập phá tài sản anh ha. Và vợ chồng với nhau thì mình cũng đừng nên lời qua tiếng lại to tiếng làm gì cho mất cái hạnh phúc của anh ha. Thì nếu mà lần này vợ anh trở về thì anh sẽ cố gắng ha, chăm sóc cho gia đình cũng như là hai vợ chồng tâm sự với nhau, có gì không nên không phải thì mình nói nhỏ lại với nhau anh nhá. Và cũng anh cũng đừng bao giờ chửi thề nữa nhá. Dạ rồi, thì cũng cảm ơn anh, cảm ơn những chia sẻ của anh vừa rồi tới quý cô chú anh chị và bà con cô bác cộng đồng mạng. Thì vụ việc của anh thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức để tìm vợ về cho anh nhá. Dạ rồi, thì xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ rồi. Cảm ơn mấy anh. Dạ rồi, thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng xin chân thành cảm ơn tới tất cả bà con cô bác, cô chú cộng đồng mạng rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn đồng hành sát cánh ủng hộ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Một lần nữa xin cảm ơn và chân thành cảm ơn.